Hình ảnh của những người bà, người mẹ mỗi dịp ngày 28, 29, 30 Tết thường đun những nồi nước bằng lá của cây mùi già để tắm táp cho cả gia đình với hy vọng một năm mới thơm tho, tươi mát, bình an, gửi gắm ở đó những ước mơ về yêu thương, nguồn cội. Và thực sự thì những cái hình ảnh đó, cảm xúc đó thì Khoa tìm lại được khi sử dụng những sản phẩm như thế này. Bà cũng đã từng viết thành một bài thơ và có nhan đề là Hương mùi già trong căn nhà mẹ mùa xuân. Mặc dù chưa đến Tết nhưng mà Đình Khoa đã nhận được quà từ bạn Vũ Trung Đức, chủ nhiệm hợp tác xã Sinh Dược ở Ninh Bình. Đều đặn hàng năm vào dịp này thì Đức đều gửi quà cho mình. Ngày hôm nay thì cùng khám phá xem quà Đức gửi là gì. Wow, tiếp tục là một hộp quà về xà bông mùi Tết rất đặc biệt. Năm nay bạn thiết kế rất là đẹp, đẹp hơn năm ngoái, có cả tay sách để làm quà tặng. Thực sự thì một món quà Tết như thế này dành tặng cho những người thân, bạn bè, cho các quý thầy, sư cô trong chùa hay những Phật vị Phật tử nữa thì rất là tiện, mình thấy rất là lợi. Cách thiết kế thông minh, mẫu mã bền đẹp. Và sau khi dùng xong thì mình tin rằng cái hộp này có thể sử dụng vào rất nhiều việc, tùy theo ý tưởng của mỗi người này. 99 giai thoại về rồng và đế vương nước Việt. Mỗi hộp quà như thế còn có cả một cuốn sách rất là thú vị. Lại còn cả lá bồ đề in lụa. Rất khác biệt so với mọi năm cả nhà. Những chiếc lá bồ đề ở đây có chữ giáp thìn, in hình rồng, rất là mềm, in lụa không cứng, cảm giác sờ chạm rất là thích. Và cầm trên tay một cái lá như thế này thấy nhẹ nhàng, thanh thoát và bình an. Bình an hơn những cái lá bồ đề trước mà bạn làm bằng ép plastic. Thực sự cầm cái này rất là thích. Và mỗi lá bồ đề như này lại được kèm theo một cái đế nhỏ bằng gỗ xinh xắn như này, để chúng ta có thể đặt vào đây và để ở trên bàn làm việc, bàn lưu niệm hoặc là trong cái tủ trưng bày. Rất là đẹp đúng không ạ? Một rất là nhiều ý tưởng, nhiều năng lượng và nhiều yêu thương gắn bó với cả văn hóa và cội nguồn. Lá này là mây hóa rồng. Lá này có chữ thăng long. Lá này có chữ con rồng cháu tiên, hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ. Lá này có chữ cá chép hóa rồng, như một lời chúc ý nghĩa dành cho các sĩ tử đúng không? Và mỗi người trong cuộc sống vượt qua khó khăn để vươn lên, để tỏa sáng. Và lá này là có chữ chúc hóa rồng, cũng là một cách sống, một cái niềm tin, một cái nghị lực của mỗi người quân tử trong cuộc sống này. Còn đây là bộ xà bông của hợp tác xã Sinh Dược, in nhiều hình rất là đẹp. Thực sự thì cái sản phẩm mùi này mình Khoa đã dùng rất nhiều lần rồi, thế thì năm nào cũng được Đức tặng cho thì cảm thấy rất là dễ chịu. Và Khoa cũng đã về cái khu trang trại của Đức tại Ninh Bình, trực tiếp chứng kiến các công đoạn sản xuất những sản phẩm mùi Tết như thế này. Trên đây là 2024 này. Thực sự mùi rất là dễ chịu. Và có lẽ trong ký ức của rất nhiều người thì cái hương mùi già ngày Tết vô cùng thân thuộc và gợn về ký ức tuổi thơ rất là nhiều. Hình ảnh của những người bà, người mẹ mỗi dịp ngày 28, 29, 30 Tết thường đun những nồi nước bằng lá của cây mùi già để tắm táp cho cả gia đình với hy vọng một năm mới thơm tho, tươi mát, bình an, gửi gắm ở đó những ước mơ về yêu thương, nguồn cội. Và thực sự thì những cái hình ảnh đó, cảm xúc đó thì Khoan tìm lại được khi sử dụng những sản phẩm như thế này. Và cũng đã từng viết thành một bài thơ có nhan đề là Hương mùi già trong căn nhà mẹ mùa xuân. Và xin phép được gửi tặng cả nhà mình một đoạn trong bài thơ đó. Mẹ lui cui nhen bếp lửa, hồng rực ngày cuối năm, thân mùi già cuộn trong son, hương điếu hương thơm nồng khoảng sân gạch. Mẹ bảo đứa nào đi xa về đây nhận mặt, tuổi thơ trong hương mùi già, tình quê trong hương mùi già. Thứ nước một mặc ân tình, bao đời tổ tiên ông bà mẹ cha đã thương đã nhớ. Đứa trẻ nào quê mình một thời ngày cuối năm cũng đều được gột rửa, giữa lòng thơm thảo nghĩa rồng tiên. Cha mẹ đứt nẻ bờ vai, đứt nẻ bàn chân, qua tháng năm muộn phiền trên lưng cong như hai đầu tổ quốc. Nhưng cuối năm chỉ còn là mong ước, tim gột muộn phiền, hồn tắm ngát an yên. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ tìm thấy những bình an, những an yên và những cảm giác thân thuộc yêu thương trong dịp Tết Nguyên Đán bằng rất nhiều hình ảnh, bằng rất nhiều mùi vị, trong đó có mùi Tết. Giáp thìn.